Kính chào tất cả mọi người nha. Hôm nay vợ mình hướng dẫn cho quý vị nấu một món rất là ngon. Cái đó là nấu chè kiểm. Ở đây thì mình có hai cái khoanh đường thốt lốt và một chút xíu muối. Ở đây thì mình có nấm mèo. Ở đây mình có hai miếng bầu. Đây miếng cà rốt. Cái này là phay phay cao nè, hai củ phay cao, một miếng bí, một nửa củ phay lang, dài muối mít, khoảng chục hai chục táo tàu khô vậy đó. Đậu thì mình có đậu Đó. đậu đỏ hoặc đậu hồng hồng. Còn nước cốt dừa thì mình dùng nước cốt dừa như thế này quý vị ơi. Con Và nghe rồi đó. creamy và nó 400 ml nữa, ít hơn nửa lít. Táo tàu với lại nấm mèo thì quý vị phải ngâm nước cho nó mềm nha quý vị. Nấm mèo mình mua nấm mèo khô đó, mình ngâm cho nó nở ra nè, rồi mình cắt cái đầu nó ra, cái đầu cứng của nó. Táo tàu mình cũng đã ngâm với nước rồi nè. Bao lâu em? Ngâm khoảng 15 phút thôi là nó ấy hết rồi, nó mềm hết rồi. Bây giờ mình đi cắt nguyên liệu. Mít thì mình dùng tay, mình rửa sạch tay, mình xé nha mọi người. Xé miếng gì nè. Miếng nhỏ 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 vậy. Bầu mình sắc sợi. Bầu mình sắc sợi quý vị ơi. Chuyển sang cái mâm bự cho nó gọn. Mâm này nhiều ngăn nè, để được nhiều món ha. Khỏi bị lộn xộn phải không? Dạ. Cà gót. Cái pha lan này. Xe mình sắc ra bí. Phải chặt nó mới được. Bí này phải dẻo nè quý vị ơi, bởi vì mình chặt mình thấy nó cứng ngắc á, là bí bí này ngon lắm á, mình nấu ra nó dẻo lắm. Sau đó thì mình sắc phải cao. Cái này cái gáo nè, bởi nó không có tím tím. Cái củ bự là nó có cái vân tím 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 tím. Nấm mèo thì mình cắt sợi sợi. Cắt sợi sợi nhỏ nhỏ như nấm mèo nó ăn nó. Ăn giòn nó giòn. Dai giòn, giòn giòn dai dai. Mình sực sực á. Mọi người không thích ăn nấm mèo thì để bột khoai á mọi người, cái cọng dài dài đó, để nó không được. Quý vị ơi, thế là mình đã sắc mấy cái đầu khoai đầu nó sẽ như thế này nè quý vị. Quay lại cho quý vị xem nè, cà rốt sắc như thế này, táo tàu vẫn để nguyên, bí đây, khoai môn đây, khoai cao, mít đây, cái này là bầu, và nấm mèo mình sắc như thế này, đã nguyên một cái dĩa dĩa có đồ dụng cụ mình để nấu đây. Nhìn hấp dẫn chưa. Tiếp theo thì mình bắt chảo lên cho nóng chảo và mình đổ một lít nước cho quý vị để mình nấu nước cho nó sôi rồi mình cho đồ vào. Để dùng là nhân là lớn. Giờ nó sôi rồi quý vị ơi, nó tiêm. Ở đây không? Mình sử dụng một cục đường hút nốt nha mọi người. Một cục đường. Mình sợ hai cục nó ngọt quá, để cục thôi. Để cục vô trước rồi sau này nếu mà nó không thiếu ngọt. Ngọt thì mình nêm thêm. Tiếp theo thì mình để bí gợ, tại nó lâu chín. Cái nào lâu chín mình bỏ trước không em? Dạ. Để táo tàu cho nó ra. Táo tàu. Wow, cái màu đặc đủ sắc thứ chưa? Màu sắc hết.
Rồi có gì nữa không? Rồi mình nấu nó khoảng 5 đến 7 phút đi, rồi mình mới bỏ tiếp theo là khoai cao. Đậy nắp. Mình nấu nãy giờ có 5 phút rồi nè quý vị. Giờ mình mới nêm thử, mình thấy nó không chưa đủ ngọt. Bây giờ mình thêm một cục đường nữa nha, cho nó tan ra. Sẵn đó thì mình cho khoai cao vào luôn, tại khoai cao nấu nó cũng lâu mềm lắm. Giờ nó có cái màu hơi vàng vàng là màu đường đó mọi người, đường thốt nốt nè, thơm lắm, có mùi đường này thơm lắm. Đậy nắp lại mình nấu tiếp tục nữa nha mọi người, chắc nấu 10 phút nữa đó. Rồi mở ra. Wow, xoài quá. Để em lấy cái muỗng quậy lên thử. Nước mềm mà quý vị ơi. Nước hơi ít thôi em. Giờ mình cho thêm nửa lít nước vô nữa đi. Ít nước quá. Okay. Cái màu nó vàng nè, bí nó ra với đường nó ra. Giờ mình cho khoai lang vô luôn. Khoai lang, cà rốt. Đậy lại nấu 5 phút nữa nha. Tiếp theo mình sẽ cho bầu vào nha mọi người. Đậu. Đậu này mình mua trong lon đó mọi người, thì người ta cũng làm mềm sơ rồi đó, nấu mềm sơ. Nấm mèo. Mình dần dần chút xíu muối. Mình nấu thêm vài phút nữa thì mình sẽ để nước cốt dừa, để mít và nêm nếm lại là xong. Rồi đâu mọi người ơi, sắp sửa là... Để mít vô nha. Để mít vô là cuối cùng đó. Để nước cốt dừa vô. Rồi. Đây. Ok. Mình chắc mình để nửa lon thôi. Mình không có muốn ăn béo nhiều. 200... Mọi người thích ăn béo nhiều thì để 200ml. Nấu cho nó sôi phục lên là tắt lửa. Thế là cái nồi cẩm mình, nồi kiểm mình đã nấu xong rồi quý vị ơi. Đây nhìn hấp dẫn chưa? Tất cả các loại rau củ quả. Rau củ quả, nước cốt dừa, đường. Có bột khoai bỏ vô không? Cái màu của mình hơi vàng là tại vì mình dùng đường thốt nốt nè mọi người. Chứ mọi người dùng đường cát á, là cái màu nó sẽ trắng hơn. Nhưng mà mình thích cái đường này nó thơm lắm mọi người. Bây giờ mình múc ra tô nha. Nè, rau củ quả thơm ngon béo ngậy. Wow. Giờ mình sẽ rắc ít đậu phộng lên nha. Phộng mình đâm nhuyễn nè, rắc ít nè. Nhìn hấp dẫn như quý vị. Đó, cái tô kiểm mình á, đây là cái nồi kiểm mình đây. Đó. Đây là quý vị, cái nồi, cái tô kiểm của mình nè, nhìn hấp dẫn chưa quý vị? Đó, cái mít là cái mềm nhất của quý vị, khi mới vị để sau cùng quý vị để mình nhắc xuống liền nha, đừng có để lâu quá nó mềm đó. Ok. Chúc quý vị làm thành công món này nha. Và hẹn lại quý vị kỳ sau nấu món khác nha. Ok, cảm ơn quý vị đã xem.